chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời tiết cuối ngày của kênh VTC14. Thưa quý vị và các bạn, những ngày nay thì kiểu thời tiết ít mây, có nắng đẹp và gió nhẹ tiếp tục duy trì tại các tỉnh miền Bắc. Tiết trời cuối thu khô ráo và có nắng là điều kiện thời tiết thuận lợi cho giao thông đi lại cũng như là các hoạt động thường nhật của người dân. Dạng thời tiết này sẽ còn duy trì trong những ngày tới. Chỉ lưu ý là do trời ít mây nên về đêm thì mặt đất phát xạ khá mạnh, khiến cho nền nhiệt độ giảm xuống khá thấp và chỉ phổ biến ở ngưỡng là từ 21 cho đến 23 độ. Riêng ở các khu vực vùng núi thì do yếu tố địa hình, nhiệt độ còn giảm xuống thấp gần tới ngưỡng là 15 độ C. Trong khi đó thì ban ngày trời có nắng nên nhiệt độ ban trưa tăng lên ở ngưỡng là từ 31 cho đến 33 độ. Thậm chí một số nơi do điều kiện địa hình nên nhiệt độ cao nhất trong ngày còn có thể vượt tới ngưỡng là 34 độ, như là ở tại khu vực Mường Lay của Lai Châu, Mường La của Sơn La thuộc phía Tây Bắc Bộ, hay là khu vực Lào Cai và Hà Giang ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Đồng thời độ ẩm ban trưa giảm xuống khá thấp, chỉ từ 60 cho đến 70%. Do đó quý vị và các bạn nên cố gắng uống đủ nước để tránh tình trạng là mất nước của cơ thể. Sau đó đến khoảng ngày 11 tháng 10 thì những cơn gió từ biển thổi vào có thể gây ra những cơn mưa rào nhẹ vào sáng sớm tại một số tỉnh ven biển như là ở tại Quảng Ninh, Thái Bình và Nam Định. Đến với các tỉnh ven biển Trung Bộ, thời tiết tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận khu vực Quảng Ngãi ít có sự biến đổi, trời vẫn phổ biến là ít mưa và chuyển nắng vào ban ngày với mức nhiệt độ ban trưa đồng loạt ở ngưỡng là từ 31 cho đến 33 độ. Và kiểu thời tiết nắng ráo này được nhận định là sẽ còn tiếp tục duy trì trong khoảng 2 ngày tới. Và nó cũng khá là thích hợp cho các hoạt động chăm sóc và bảo vệ cây trồng. Do trời ít mưa nên người dân nên lưu ý là có biện pháp điều tiết nước hợp lý cho cây trồng. Sau đó thì cũng đến khoảng ngày 11, các tỉnh ở khu vực từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh có thể xuất hiện mưa rào nhẹ vào sáng sớm, tuy nhiên là với lượng cũng không quá nhiều. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Nam Trung Bộ, từ khu vực Phú Yên trở vào cho đến Ninh Thuận, trời có thể xuất hiện mưa rào nhẹ rải rác vào đêm và sáng. Còn ban ngày thì trời lại có nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất, phổ biến là từ 31 cho đến 33 độ, thời tiết tiếp tục mát mẻ. Đến với các tỉnh ở khu vực miền Nam thì do là vùng xoáy thấp đã di chuyển hẳn sang phía Tây nên ở khu vực này sẽ chỉ còn chịu tác động đơn thuần của đới gió Tây Nam mà thôi. Do vậy mà mưa trên khu vực sẽ suy giảm hẳn về cường độ và mưa sẽ chỉ còn tập trung nhiều tại một số tỉnh ở khu vực phía Nam của Tây Nguyên như là Đắk Nông, Lâm Đồng và ở khu vực Đông Nam Bộ như là ở khu vực Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai. Về tình hình lũ trong những ngày tới thì lũ tại sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp 10 và Tứ Giác Long Xuyên sẽ xuống dần dưới mức báo động 2. Tuy nhiên người dân vẫn cần đề phòng ngập úng ở vùng đầu nguồn và vùng trũng thấp ở Đồng Tháp 10 và Tứ Giác Long Xuyên. Còn tình hình nhiệt thì do mưa giảm nên nền nhiệt độ có xu hướng là tăng nhẹ so với những ngày trước và phổ biến ở ngưỡng là từ 27 cho đến 29 độ ở tại khu vực Tây Nguyên và từ 29 cho đến 32 độ ở tại khu vực Nam Bộ. Chuyển sang thông tin thời tiết ở trên khu vực Biển Đông. Thưa quý vị, 3 ngày tới thì ở khu vực phía Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5 và trời phổ biến là ít mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt và giao thương ở trên biển của người dân. Ở khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam với cường độ mạnh cấp 4, cấp 5. Tuy nhiên là vẫn xuất hiện những đám mây đối lưu gây ra mưa rào và dông, làm tầm nhìn giảm thấp xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Tàu thuyền cần phải hết sức lưu ý. Và đến đây bản tin thời tiết cuối ngày của kênh VTC14 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.